Máy chưa dài chấm com số 4 ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, giới thiệu quý khách hàng dòng máy loa trợ giảm Sonan M35. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành mở hộp máy và đánh giá từng phần chi tiết. Đây là thân loa của M35, nó khá là to. Xem bên trong máy nó có cái gì nhá. Gồm có đây là đây là gồm có hai mic này, để nó cắm vào đây. Gồm có hai mic USB này. Dòng mic này là dòng mic chuyên dụng dành cho ca sĩ với thời lượng bán kính dài, thời lượng pin lâu. Thứ hai nó không bị trễ sóng, cũng không bị chặn sóng, không bị gì cả. Gồm có vẫn là cái bảo hành của hãng này, hướng dẫn sử dụng, điều khiển hai mic và bộ sạc. Còn gì nữa các bạn? Thì những chiếc máy này ra trông nó khá là nặng. Là to. Xem nào. So 18. Đây đây. Các bạn thấy nó to hơn hẳn. Chất lượng âm thanh sẽ hay hơn rất là nhiều. Và lắng đây nhá. Ta sẽ xem từng chi tiết của loa. Loa thì gồm một một bát 35, 38, 40 và một còi. Ở bên hông là so bên này. Chúng ta có các nút cái đời M cái đời Mitsudan 2017 rất là hay các bạn nhé. Nó sẽ từng chế độ một chứ nó không chung chung như cái đời 27 à 26. Thì nếu mà bạn muốn chạy thẳng điện nguồn ắc quy thì bạn bật lên luôn. Còn khi bạn muốn cắm sạc mà muốn chạy thẳng điện 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 của cái điện nguồn ấy không đi qua ắc quy nữa thì bạn ấn xuống. Nó bảo vệ cái ắc quy của bạn. Thì đời của 2018 M35 nó tân tiến hơn. Anten thì vẫn vậy này. Đây là một cái main chỉnh nhạc rất là hay. Âm lượng thì gồm có bass, chest mic của nhạc, bass chest mic của dành cho mic, âm lượng của mic, âm lượng guitar có 4 cổng nhá. Riêng hai cổng mic này nó sẽ ăn vang này, còn cổng guitar này cắm vào nó sẽ không ăn cái độ vang của mic. Đây là cổng AQ 12V ngoài này, mình cắm ngoài này. Đây là có một cái hay nữa là nó có tín hiệu ra tín hiệu vào, bạn có thể xuất nhạc vào cũng được mà có thể xuất nhạc ra cũng được qua một cái loa khác. Thứ ba là thời lượng thì nó sẽ hiển thị pin ở đây, có USB này, có thẻ nhớ này. Chế độ thì tuy nhiên cái này có Bluetooth rồi, các bạn ấn sang nó chuyển sang chế độ Bluetooth thôi. Bây giờ mình sẽ thử cái âm thanh của cái dòng Mitsunan M35 này nhé. Pin mic thì là pin 1,5V. Rất là thực tế, dễ mua, dễ thay thế. Mic của Mitsunan thì nhìn trông rất đẹp. Mình chỉnh qua về mic nhá. Mic thì đầu tiên ta cứ giảm hết xuống này. Để các bạn được nghe được cái chất lượng của cái mic của Mitsunan như nào. Ở đây thì mình chưa chỉnh một cái gì cả. Đây mình có thể đưa chest lên, nghe tiếng rất là hay. Đưa bass lên rất là ấm và một chút vang. Đấy, ấn ông một, ấn ông một, ấn ông một, hai ba bốn, ấn ông một, hai bốn, năm sáu bảy tám chín mười alo. Công suất thực tế của nhà xuất đưa ra là 480W và ắc quy là 12V. Giờ mình sẽ thử về một số cái bài nhạc cho các bạn nghe thấy cái chất lượng âm thanh của Mitsunan M35 như nào nhá. Chắc chắn là bass to như thế này thì âm thanh rất là hay rồi. Đây là cái tay kéo vali này. Mình tham thử USB nhá.
nên ta cứ giảm hết chat bát xuống đi, mình xem âm thanh của nó như này. Để chuyển bài này. Mình tăng chat lên nhá, mình tăng chat cái của nhạc lên, tăng bát của nhạc lên. Tràn ly anh chìm đắm trong men cay đắng, nồng khóc cho làn mi uống cùng anh cho đêm này say chát ngát sâu đằng đắng. Còn đâu những đam mê ta kiếm em sẽ không hay mà điều chỉnh nó hợp lý. Showroom ở số 4 ngõ 335 Nguyễn Trãi Thanh Xuân để có thể là nghe thử các dòng loa của Mitsunan.